khi nào mới kết thúc tình cảnh này đây? Chào em Thanh Long. Ủa, sao nhìn em mệt mỏi hốc hác quá vậy nè? Em chào anh Bình Đâm. May quá, gặp được anh để xả stress một chút. Sao, có chuyện gì, cứ nói đi, anh nghe. Tất cả là tại bạn vú sữa hết đó. Vú sữa chọc giận em hả? Chuyện là sao? Dạ, để em kể cho anh nghe nha. Chuyện là... Ý, khoan. Hình như anh thấy lửa với khói bốc lên ở đằng kia kìa. Trời, đó là nhà của em và bạn vú sữa mà. Hả? Thiệt hả? Vậy thì nhanh lên, coi coi tình hình sao. Thanh Long, mau phụ anh chữa cháy. Ủa, em đi đâu vậy? Dạ, có ngay. Mai á, mai là lửa cháy không có lớn, chứ nếu không là xong luôn rồi. Đừng có nói là chính bạn gây ra cháy nha. Ờ thì tại mình đốt nhang đuổi muỗi, ai ngờ gió thổi cái giá để nhang ngã nên lại là ngủ nữa. Ngủ đêm được rồi, ban ngày cũng ngủ luôn, việc nhà mình tôi ôm hết đó. Càng ngủ nhiều mới có làn da căng bóng mịn màng, ngăn ngừa lão quá mãi trẻ đẹp được chứ. Trời đất ơi, lần đầu tiên anh Đông mới nghe cái chuyện mà ngủ nhiều mà giúp ngăn ngừa lão quá đó. Mà vú sữa, em làm sai mà không biết xin lỗi, như vậy là không tốt rồi. Xin lỗi bạn Thanh Long vì lo ngủ nên đã xảy ra quả hoạn. Còn cái chuyện mà ngủ nhiều có giúp mình ngăn ngừa lão quá hay không á thì chắc chắn phải hỏi Đốc Tử Khỏe mới biết. Vậy thì vú sữa ngủ nhiều có giúp ngăn ngừa lão quá không Đốc Tử Khỏe? Ấy, tất nhiên là không phải rồi. Ngủ đủ giấc sẽ giúp tinh thần và cơ thể khỏe mạnh, nhưng nếu ngủ quá nhiều sẽ gây tăng cân, nhức đầu và mệt mỏi, chứ không hề giúp ngăn ngừa lão quá hay là làm đẹp da nha. Mình bị mấy thông tin nhảm trên mạng lừa gạt rồi. Vậy nếu mình muốn trẻ đẹp và ngăn ngừa lão quá thì chúng ta phải làm sao hả Đốc Tử Khỏe? Để Đốc Tử Khỏe tiết lộ một bạn nhỏ tài năng này nha. Dâu Tầm ơi, ra đây nè con. Dạ, Dâu Tầm dễ thương đáng yêu, xin chào mọi người ạ. Tại sao Dâu Tầm có thể ngăn ngừa lão quá được vậy Đốc Tử Khỏe? Đông tò mò quá. Dâu Tầm có chứa nhiều vitamin A và vitamin E cùng với các thành phần carotenoid như là lutein, beta-carotene, zeaxanthin và alpha-carotene. Tất cả các thành phần này hoạt động như là chất chống oxy hóa, đặc biệt có tác động tích cực đến da, mô, tóc và các vùng khác của cơ thể nơi các gốc tự do tấn công. Đặc biệt, em có thể giúp giữ cho làn da mịn màng, giảm sự xuất hiện của các đốm đen và nám nữa đó hả? Nếu vậy thì mình sẽ sử dụng Dâu Tầm như thế nào để phát huy được khả năng ngăn ngừa lão hóa một cách tốt nhất vậy Đốc Tử Khỏe? Chúng ta chuẩn bị 50g dâu tầm chín rửa sạch và lượng đường phèn vừa đủ. Tiếp đó cho dâu tầm vào nồi đất, cho nước vừa đủ sắc, lấy nước hòa với đường phèn để uống. Như vậy thì quá đơn giản đúng không quý vị khán giả? Nè vú sữa, em đã nghe hết những gì mà Đốc Tử Khỏe và Dâu Tầm chia sẻ chưa? Dạ rồi ạ, em cảm ơn mọi người nhiều. Dâu tầm vừa thơm ngon nè, vừa có nhiều dưỡng chất, như vậy thì mình có thể sử dụng hàng ngày được đúng không Đốc Tử Khỏe? Dù dâu tầm tốt là vậy, nhưng không phải ai dùng dâu tầm cũng được nha. Những người hay mắc chứng lạnh bụng, sôi bụng, tiêu chảy, viêm loét dạ dày thì không nên dùng dâu tầm nha. Bình Đông xin cảm ơn những thông tin hết sức bổ ích từ Đốc Tử Khỏe và em Dâu Tầm. Còn bây giờ thì Quỳnh Đông, Đốc Tử Khỏe và các bạn nhỏ xin chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại ở chương trình lần sau. Tạm biệt. Tạm biệt nha.